beatfella.com. Những cánh quạt vẫn cứ xây đều vòng, đèn học bật sáng thoáng sân chừng màu trời trắng trong. Anh tỉnh giấc cảm thấy chút gì lắng động, chắc là khói đưa anh đến đây nên cảm thấy hơi đắng hồng. Vẫn là em ngồi cùng bút thước và bài giảng, chuyện gì xảy ra sao lòng ta như đang buồn lai láng. Và tiếng trống nhờ quen tính anh đến bên và gần lại, em ngồi đó ta ngồi xuống khi tôi đầu vào vai. Sao vậy, sao hôm nay em cứ im lặng mà không nói gì? Ngày hôm qua anh đã làm gì cho em phải giận đâu nhỉ? Mà thứ tối lại riêng mình sáng nên bọn bạn vây quanh. Sao hôm nay em không đưa tay để nắm lấy tay anh? Em im lặng, chắc hôm nay em có chuyện buồn, sao không kể mà lại để cho hàng mi tuôn. Chắc hạ về năm cuối rồi, em cảm động vì xa lối cũ. Thường tình mà em ơi, đợi chỉ cho khi ta thôi đủ. Nhưng không phải mọi khi em không cười, nhưng sao hôm nay em lại khóc. Em cố nín và quay sang ta rồi cho một ánh nhìn trách móc. Không phải tại vì cơn buồn ngủ hay là do nhè mắt khi em tỉnh lại, chỉ là tại sao anh thấy nỗi buồn như đính vào vai. Em à, có gì cứ nói đi đừng ngại, anh không thích những chuyện bi hài, lại càng ghét những thứ dông dài. Em không nói, em chỉ cho im lặng và im lặng. Chuyện chia tay còn khó tưởng tượng hơn là cả bầu trời đêm nắng. Rồi bất chợt anh mới biết mọi người xung quanh biến mất, chỉ còn một cặp ghé và một chiếc bàn cùng hai con người như một tiếng ngất. Em cũng giống như họ, bởi vì hình ảnh của em dần mờ đi. Anh không thấy, anh chạy ra khỏi lớp nhưng cũng không thấy. Anh chợt ngỡ là cả ngôi trường này chỉ có một bóng người ở đây. Có mùa hạ đang treo trên cây, có hơi ấm đung đưa trên tay. Nhưng mà em, mùa hạ này mang em đi đâu vậy? Mờ mắt, anh thấy mình đang ngủ trên chiếc ghế tựa. Không biết sao anh lại vào tình trạng như thế nữa. Màn hình sáng, ngày và giờ chuyển sang số khác. Cảm giác đằng này là thật, không hề có chút gì đâu đáng chát. Ngó xung quanh, chắc đêm qua anh lại vượt qua chén. Những hình ảnh lặp lại, như vậy anh cũng dần quen. Vẫn là anh, anh có chút tiếc nuối những ngày xa trường. Thấy có chịu anh điều đà, chỉnh đầu tóc rồi bước ra đường. Anh chợt dừng lại ở góc nhà vì chưa biết mình định làm gì. Có phải những nhành phượng đầu mùa đang gợi cho anh đôi chút hàm ý? À phải rồi, có phải ta vừa xa một khoảng thời gian khá dài. Anh vừa thấy những yêu thương cũ gỡ về trong những cơn mê lặp lại. Họ với em bây giờ thì đang lo chuyện tương lai sáng chói. Anh thì lang thang trên những cung đường bụi bặm từng đêm vắng lối. Trong giấc mơ của anh mà em còn nói được cả những lời từ biệt, thì anh còn thứ gì để níu tay em khi tay anh toàn dự kiến? Anh thấy rồi, mùa hạ đã về trước thêm cửa sổ. Anh đã thấy được sự chia ly và chút gì đó vương lại giữa cổ. Nhưng em ơi, mọi thứ luôn thật nhưng sao giấc mơ là ảo. Bạn chú luôn chỉ là thể xác nhưng mà tình cảm của họ là cao. Anh lặng lẽ và chăm điếu thuốc khác, giữ tay nguyên tháng vé sầu còn vài khúc hết. Có mùa hạ đang treo trên cây, có hơi ấm đung đưa trên tay. Nhưng mà em, mùa hạ là mang em đi đâu vậy? Và mùa hạ đã về một nửa, tâm tư anh còn bận chốt cửa. Hạ này lạ, dẫn lối người qua. Chắc hạ rồi, buồn nhất đời ta.